nó còn dữ hơn, con cá bự hơn không kìa. Dảnh nó vừa mới bắt được cái con này mọi người. Mà dảnh hai Sang chào buổi sáng các mọi người nha. Sang hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang chuẩn bị đi vào con suối phía trong rừng nha mọi người. Để hôm nay Sang sẽ thực hiện một cái thử thách sinh tồn một ngày ở trong rừng cho mọi người xem. Và không biết là mọi người ở đây á, khi mà tuổi thơ của mọi người đã đi qua rồi á, cái điều gì làm cho mọi người nhớ mãi? Còn với Sang á, thì Sang nhớ những ngày mà rong chơi ở trên đồng, câu cá, bắt cua này kia. Nhưng mà hôm nay á, Sang còn một cái video nữa mà muốn quay về tuổi thơ cùng với tất cả mọi người ở đây. Hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ vào suối trong rừng để đi câu cua nha. Đi câu cua đá một ngày trong rừng cho mọi người xem. Câu cua này á, thì là một cái thứ gì đó được gọi là lúc mà tuổi thơ á, chắc là ai mà miền núi á, thì cũng đã trải qua rồi. Và giờ muốn câu được cua á, thì Sang với mấy đứa sẽ đi vào một con suối gần phía bìa rừng phía này mọi người, cũng gần bản của mấy đứa thôi, không phải cần đi quá xa đâu. Tại vì cua đá này ở chỗ Sang á, thì những con suối nào mà nó có đá thì sẽ có nó nha. Câu cua đá thì mình sẽ câu vào mùa khô nha mọi người, không phải là câu vào mùa mưa. Mùa mưa thì có nhiều cua đá thật á, nhưng mà nước suối nó rất là to, mình cũng không biết là con cua đá nó làm hang ở chỗ nào. Còn riêng cái mùa khô này á, thì cái nước suối nó giảm dần đi á, những con cua đá thì nó cứ xuống nước, nó núp ở dưới những cục đá đó. Thì mình dùng những cái que mình thọt vào những cục đá mình không thể lật được á, là mình kéo con cua đá từ trong hang ra. Cái cách câu cua này thì nó cũng dễ lắm, nhưng mà trước khi câu thì Sang với mấy đứa phải đi làm cần, nên giờ thì mấy đứa nó chạy trước kia để nó chuẩn bị chặt ba cái tre. Cái phía sau đồi đây hả? Dạ, bữa mới tem bắt hả? Nhiều không? Dạ, nhiều. Bữa mình nói là phía sau đồi này có một cái suối đá mọi người. Cái suối mà toàn là đá phía trên đó đó, cũng có cua nên Sang với mấy đứa sẽ hái điều hả? Sẽ qua bên đó. Ôi, nhiều vậy. Ngọt không? Bỏ lại cái hộp à. Đây. đi ngang đám điều cho này có nhiều trái lắm mọi người. Ăn ăn đi, bỏ lại cái hộp cho người ta. Thôi đi. Trái này ngọt mà. Hơi trái chát. Xuống này không ạ Minh? Dạ. Dạ, cái xuống này chạy lại phía sau kia đúng không? Dạ. Câu phía dưới cái này mọi người. Ở đây thì nó không có đá nên không có cua. Chỗ nào có đá mới có nhiều cua. Mọi người xem cái gì rồi. Cái trái này coi vậy nó không có chua, nó không có chát mấy nha mọi người. Những trái điều vàng thì nó sẽ ăn rất ngon. Cái này thì cứ chồm tay hái là tới nha mọi người. Điều này chơi Sang thì người ta chỉ lấy hạt thôi, còn trái người ta không lấy đâu. Mùa này là mùa điều á nên trái nó có nhiều lắm. Bên đây là có cây điều vàng này. Thôi băng lên đồi luôn, đi qua luôn mấy đứa. Bây giờ Sang với mấy đứa sẽ băng lên cái đồi này để đi qua cái khoảng bên kia. Mình nói bên đó là có cái suối mọi người. Ôi cái trái điều. Đây có trái điều đỏ bự mọi người. Để xem ăn điều đỏ coi nó có ngon hơn điều vàng hay không nha. Đây xem mời mọi người ăn với Sang một trái điều đỏ nha. Không ngon bằng điều vàng. Cái điều này nó chát lắm nha mọi người, điều vàng ăn thì ngon hơn nhiều. Nước nhiều khủng kia. Thôi giờ Sang với mấy đứa sẽ khởi hành qua cái đồi nha mọi người. Leo tận một cái đồi cao. Qua bên kia thì nó có một suối, nó nằm cặp với bìa rừng á. Mấy anh em sẽ câu câu cua phía bên suối đó. Ăn trái điều này thì nó bị gắt cổ mọi người. Và nó dính cái mùa nhựa vô trong cổ đó, là mình nói chuyện nó cũng khó. Thôi đi đi. Thì cũng sắp tới suối rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi vào suối á, thì mấy anh em Sang sẽ làm một cái que như thế này để chuẩn bị làm cái cần câu cua nha mọi người. Cần câu cua thì nó đơn giản hơn cần câu cá rất là nhiều. Nó không cần lưỡi câu, mà nó chỉ cần một cái thanh tre như thế này nha, để mà Sang với mấy đứa sẽ uốn tròn lại như vậy. Xong rồi sẽ cột cái thanh tròn này vào phía trên đầu của cái cây. Xong rồi thọt vào trong hang ấy, con cua nó sẽ kẹp vào thanh tròn này. Và mình sẽ kéo con cua ra nha. Để coi cho con cua kẹp, làm đi mấy đứa. Dạ. Thì Sang có chuẩn bị ở đây một khúc mồi. Mồi này là mồi con trùng nha mọi người. Sang sẽ xỏ con trùng qua cái thanh tre nha. Nói chung là làm cái này thì cũng đơn giản thôi. Tại vì con cua là một con cua đá, là một cái loại mà nó kẹp rất là hăng. Nên khi mà nó kẹp rồi thì nó sẽ không buông. Đó,
Cái cột như thế này. Ở đây thì Sang có một cái chùm thun. Rồi mấy đứa cột biết nè. Thun đi. Cố dánh nhỏ tới dánh ơi. À, cái này thì mình làm nhỏ thôi nha mọi người, đừng có làm bự quá. Nếu mà làm bự quá mình thọt vào trong hang á, cái hang nó nhỏ mình thọt không vừa. À, cần thì cũng đã xong rồi, nên bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ khởi hành vào suối để câu cua nha mấy đứa. Dạ. À, giờ thì mấy anh em sẽ đi nha. Mỗi người một cần như thế này để xem từ giờ tới chiều mấy anh em sẽ câu được bao nhiêu con cua đá trong rừng. Suối này thì nó cũng gần rẫy thôi, không cần phải đi quá xa đâu, tại vì cua đá chỗ Sang thì nó có rất nhiều. À, mọi người xem con suối này nè, đây là một cái suối đá ha. À, toàn là đá thôi, người nước thì chảy róc rách đây nè. À, câu cua đá thì chủ yếu sẽ câu vào cái mùa khô nha mọi người. Cái mùa mà nước suối nó cạn dần đi hết á, những con cua đá nó không còn cái chỗ để nó bò nữa thì nó sẽ chui dưới những hộc đá và nó làm hang phía dưới đó. Nên mình sẽ sử dụng những cái que này thọc vào hang đó và mình kéo nó ra nha. Còn mùa mưa thì cua đá nó có rất nhiều nhưng mà mình không câu được nha mọi người. Tại vì cái lúc đó nước suối nó cao á, nó dần tận tích lên tới cái bờ tre phía bên kia này. Con cua nó bò tùm lum á, mình cũng không biết chỗ nào để câu. Nên mùa này câu là hiệu quả nhất phải không mấy đứa? Dạ. À, cần câu của mấy đứa có đầy đủ chưa? Dạ. Ở đây thì Sang có 6 người, 6 anh em Sang thì mỗi người một cần câu. Giờ để xem là mấy anh em mình từ giờ tới chiều ai là người câu cua đá nhiều nhất nha. Dạ. Câu xong thì sẽ ghé một cái chỗ suối nào đẹp đẹp, mấy anh em sẽ tắm rửa cũng như là luộc cua ăn nha mọi người. Tại vì cua đá này ăn sẽ rất là ngon. Thôi giờ mấy anh em mình khởi hành đi. À, giờ để câu được cua thì Sang với mấy đứa phải đi tìm hang đó nha mọi người. Hang của nó thường thường là nó sẽ làm dưới những cái cục đá to to kia này. Một hang bên kia này. Ở đây thì Sang phát hiện có một cái hang mọi người. Mọi người thấy là con cua đá nó đụng cái phần đất ra không? Đó, Sang sẽ thọt cái que vô nha. Giờ mình sẽ thọt vô để mà chờ đợi nha mọi người. Khi nào mà thấy cái que của mình á, nó nhúc nhích á, là mình con cua đá nó đã kẹp rồi, mình mới kéo nhẹ nhẹ ra. Ở đây một hang nữa nè. Dạ, anh câu hang này đi anh. Đây đúng là hang của nó này mọi người thấy không? Đó, ủi cái phần đất đó đó. Cưng nhấp nhấp, cưng để ngay chỗ cửa hang đi. À, để đó đi, để đó đi. À, ở đây mọi người. À. Sao vừa mới câu được ở đây được một con cua nha mọi người. À, con cua đầu tiên. Mọi người xem con cua mà Sang vừa mới câu được nè. Cái con này rất là khôn, Sang vẫn im lặng và nhử nó một hồi lâu thì nó mới chịu ăn nha mọi người. Theo những con cua mà mình câu được ở phía trong những cái hang á thì nó to như vậy luôn nha. To gần cả bằng bàn tay của Sang luôn nha. Một con đầu tiên. Mấy đứa thì câu phía trên kia. Dạnh ơi. Sang đi xa lắm mọi người, chờ thầy quay lại để đưa cho mấy đứa con cua này. Đó. Mọi người thấy là Sang chọt vào xong nó kẹp là Sang giật ra liền luôn. Mình dùng sức mình giật thiệt mạnh ra cho nó ra theo nha mọi người. Mà khi nào mình cảm thấy nó kẹp chặt chặt á là mình giật thẳng ra luôn. Còn nếu mình kéo từ từ á thì con này nó khôn, nó ăn một xíu thì nó sẽ buông ra mọi người. Mấy con ơi? Ba con. Ba con à? Ui to vậy. À, to hơn con của Sang đâu mọi người. Sang thì mới được một con ơi. Đâu con của mình câu đâu? Dạ đó. Đây hả? Dạ. Mình câu được một con, dảnh câu một con. Còn cái kia lật đá được một con. Ba con bốn con bự rồi. Thôi, giờ thì mấy anh em Sang tiếp tục câu nha. Mấy đứa thì nãy giờ nó cứ câu đây nè. Cái này thì câu kiểu này nói chung là phải cần có kinh nghiệm mọi người. Phải có khéo léo nữa. Nếu không mình khéo léo thì sẽ rất là khó câu. Tại điện cua này cũng khôn. Ê, giờ xuống đây câu đi mấy đứa ơi. Sang vừa mới chụp được một con cua mọi người. Nó đang cần câu nhưng mà nó chạy vào phía trong. Dạnh ơi. Cái xô. To. Đây mọi người ơi. Ui, nó kẹp đau lắm. Rồi, thêm một con nữa. Đây này, cái con này thì nói chung mình câu nó, mình phải nhanh tay mọi người. Mình vừa mới kéo ra khỏi hang là mình phải chụp liền nha. Rồi không chụp liền thì nó bò lại ngược lại. Rồi, một con tiếp. Kẹp đau lắm, kẹp phát chạy máu, nó đứt luôn. Bây giờ Sàng sẽ câu ở dưới những cái này. Những cục đá nào mà to quá mình không lật được đó mọi người. Thì mình sẽ dùng cái que mình thọc xuống dưới đó. Mình dụ ra khỏi cái hang đá đó mà mình chụp nó nha. Còn nếu mà câu dạng như câu cá mà dở lên luôn á thì những cái phải những con to. Những con nào nó hung đó mấy người thì mình mới câu được kiểu đó thôi. Ôi ơi. Sang đây câu được một con cua nữa mấy người. Ai, mọi người xem con cua này nè. To không? Cái con này là nó nằm ngoài đây luôn nên Sang giật mạnh một phát cho nó văng lên luôn mọi người. Nhưng mà cái loại này thì văng lên bò một xíu là nó sẽ rớt xuống. Ôi dơ vậy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai giờ sang mấy đứa câu được 8 con rồi nha. Con của Sang là con to nhất. Đây là con Minh hồi nãy nè. 8 con. Đây là mới câu phải tầm 15 phút rồi. Cái cần ở đây cô Dạnh có cua ăn nè mọi người. Bây giờ thì Dạnh sẽ kéo từ từ ra nha. Còn Sang thì sẽ canh đi chụp. Thấy cái kè. Nhẹ Dạnh, nhẹ nhẹ thôi. Ra mọi người. Rồi. Đây là con cua cô Dạnh vừa mới câu được mọi người. Câu cua này nói chung là phải phối hợp nhịp nhàng, nó hồ không muốn buông nữa. Phối hợp nhịp nhàng nha. Một người kéo ra thì một người chụp nha mọi người. Còn không thì nó sẽ chạy vô rồi. Rồi, con thứ 9. Đâu? Mình cũng câu được một con mọi người. Đây, con cua của mình thì nhỏ hơn một xíu. Rồi cho vô luôn. Được không? Được không? Được không? Con nào mà lì quá thì bắt kiểu to. Đây, mọi người xem mình yêu bắt được con to mọi người. Rồi, càng một cao luôn. À, con nào mà lì quá thì làm kiểu này nha mọi người, lật cục đá ra. Xong rồi một người khác thò tay vô chụp ra nha mọi người. Và con trong hang thì con nào cũng lấy to to không? Và con nữa. Phải phối hợp nhịp nhàng hai người thì ăn không? Ăn không? Còn ăn không? Kéo ra. Được chưa? Được rồi. Cái con này lên tới bờ mà nó còn không muốn buông nữa người. Đây thêm một con nữa nha. Mọi người xem con này nè. Đã không? Tím luôn ở phía chỗ này nè. Con này to hơn nhất hồi nãy. Rồi xô đâu Tâm. Thêm một con nữa. Rồi vô xô. Mình với Tứng thì câu bên kia nha. Còn Sang với Văn với Dảnh thì câu những cái cục đá chỗ này nè mọi người. Mình cứ thọt ở những cục đá mình nhử nó ra. Một đứa nhử thì một đứa bắt thôi. Với kia mọi người, con Sang chạy lên khúc này trước một xíu. Tại vì hôm nay sẽ định vào trong đây sẽ làm một cái video trôi mấy đứa nha. Hôm qua Sang đi chợ thì Sang thấy người ta có bán một cái loại cua rất là lạ mọi người. Đây là cái con cua nên Sang mua ở đây được hai con. Đây là con cua mà Sang đã mua được rồi mọi người. Mọi người nhìn con cua này mọi người biết là con cua gì không? Khi mà Sang bắt đầu nhìn lần đầu tiên nhìn thấy nó thì Sang cũng chẳng biết là con cua gì hết cả. Người ta gọi con cua này là con cua dừa nha. Mọi người xem phần phía dưới của nó này. Nó có một cái phần màu xanh xanh. Cái bụng nó thì giống như là bụng của bồ cạp vậy đó. Và nó có cái hai cái càng phía trước. Nên Sang mua được hai con. Để mà hôm nay á, Sang với mọi người sẽ làm một cái video trôi mấy đứa như thế này. Sang sẽ cầm hai con cua dừa này, thả nó vào trong một cái hốc cây, một cái hang nào đó. Xong rồi Sang sẽ chỉ cho mấy đứa, để cho mấy đứa nó kiếm. Khi mà mấy đứa nó kiếm, nó phát hiện ra được cái con này á, để xem mấy đứa nó phản ứng như thế nào nha. Cái con bên đây là 9 lạng, còn cái con bên đây á, là 1,4 kg. Hai con này thì nhìn nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó rất rất là nặng luôn nha mọi người. Dạng như là phía trong nó đặt hết cái phần thịt á, nên rất là nặng luôn. Người ta bảo ăn rất là ngon. Nên một xíu nữa khi mà mấy đứa nó bắt được á, thì Sang sẽ cho mấy đứa nó thưởng thức thử cái con này nha mọi người. Cái con này thì người bán người ta kêu á, là nó sống trên cây mọi người. Nó leo lên trên những ngọn cây á, nên chân nó rất là to mọi người thấy không. Những cái chân nó rất là khỏe nha. Nên cầm nó trên tay thì cũng cẩn thận, cái càng nó cũng khỏe, nó kẹp rất là đau. Cái con này thì có hai cái càng và có ba cái chân. Sao nhìn nó thì nhìn giống như con bồ cạp vậy mọi người, mà không hiểu sao người ta gọi là con cua. Bây giờ thì ở phía sau Sang có mấy gốc cây to này, Sang để đi kiếm những cái hang nha. Xong rồi mình sẽ thả những cái cua này vào trong những cái hang. Ở đây Sang vừa mới kiếm được một cái hốc cây mọi người. Mọi người xem cái hốc cây này nhìn giống như là một cái hang luôn ha. Sang thì kêu nhóc Văn lên trên đây để mà phụ Sang thả hai con cua dừa này phía trong đây nha. Văn đó giờ thấy con này bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Nhìn sợ ha. Dạ, đây nè. Ê, mọi người xem cái con này. Nó kẹp. Bỏ xuống đi. Bây giờ thì anh sẽ thả con cua dừa này vào trong đây nha Văn. Dạ. Cậu Văn sẽ ngồi bên đây để canh nha. Dạ. Chứ không là nó bò lên phía trên cái hốc này, nó bò múc lên trên nó là mất luôn mọi người. Ốc con dơi bay ra. Con này thì nó leo cây rất là giỏi nên phải có một người canh nha. Xong rồi Sang sẽ chạy xuống dưới kia để hú mấy đứa lên. Sao nó là phát hiện cái con gì nó lạ lắm. Kêu Minh lên bắt em rồi. Rồi cho cái này vô trong đây. Đó, nó có cái chỗ nằm nó luôn mọi người. Nhìn giống thiệt chứ.
Mọi người thấy nó bò lên không? Ôi, con thứ hai này. Rồi cho nó cái con thứ hai vô trong đây nha. Hai con một cặp luôn. Thôi nhăn lấy lá cây để đẹp lên chết. Rồi tiếp theo là sẽ lấy lá cây để ngụy trang luôn rồi. Đó, mình sẽ dục lá cây lên trên giống như là cái tổ của nó vậy. Vậy là cua thì Sang với nhóc Văn cũng đã bỏ vào phía trong cái hốc cây về nha mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ chạy xuống dưới suối, xong rồi kêu mấy đứa nhóc chạy lên trên đây để xem mấy đứa nó sẽ bắt cái con cua như thế nào nha. À, Sang ngụy trang cái hốc cây như vậy mọi người, giống như là chưa ai đụng tới luôn. Phía trong đây thì có một ít lá cây nữa. Con cua thì nó nằm dưới cái lá đây nè, mọi người thấy cái chân không? Giờ Văn ở đây canh nha. Sang sẽ chạy xuống dưới suối nha mọi người. Đi nhanh đi. Anh với Văn phát hiện là có một con cùng như con cua luôn, nó bự như vậy nè. Cái càng nó to luôn, nó nằm trong gốc cây mà anh không có thọt tay vô được. Đâu nó có bò đi không? Từ từ Minh. Nó nằm đâu? Đó, thấy cái lá nhúc nhích không? Rồi Minh kiều kiều cái lá đi coi chừng nó kẹp nha. Con bự bao. Đâu? U nó táp đó hả? Dạ. Bông bông là con gì? Con nhện nhện hả? Dạ. Bắt đi, Minh dứt ra đi. Đâu nó ra sao mà không nhắm mắt, dứt ra đi nè, cái cây này. Kêu ra hết đi. Ờ, dánh, dánh. Chạy lên đây, cái con gì nè? Bông bự lắm anh Sang. Dánh mắt đi, dánh mắt ra đi để nó chạy mất dánh. Ui. Nó ở trong cái gốc cây này luôn ha. Tự nhiên anh đi ngang đây anh thấy nó bò rột. Nổi tiếng cái bò vậy nhanh. Ui coi chừng nó kẹp vậy anh ơi. Ui hai con. Ui hai con. Nằm chung. Hai con nằm chung luôn. Cảm ơn con gì Minh. Con kéo con kia lên để chạy. Đây mọi người ơi. Mấy đứa nó. Nó bự hơn luôn kìa. Dảnh nó vừa mới bắt được cái con này mọi người. Mà dảnh với mấy đứa nó kêu là cái con này là con bông bông. Bông bông tiếng sà tiên đúng không? Dạ. À, mấy đứa nó bảo tiếng sà tiên là con bông bông, có nghĩa là con nhện nhện đá à? Dạ. Nhện đá nhện hang. Nhện gốc cây hả? Nhện hang à? Nó bảo là con nhện nhện gốc cây mọi người. Ồ mà mấy đứa thấy con này bao giờ chưa mà biết là con này là con bông bông. Ở đây nó có con nó nhỏ lắm mà nó đen nữa, như nhiều lông nữa anh Thành. Con này đâu có giống không? Lạ lắm mà nó bự đó, không có lông đó. Thấy bao giờ chưa? Chưa thấy con bự vậy. À, có một cái con gọi là con bông bông nhưng mà nó nhỏ đúng không? Dạ. Nó có râu, nó nhiều lông hả? Dạ. Nó đen nữa. Nó trong hang. Dạ. À, cái con nhện suối, nhện hang cái gì? Dạ. Nó chạy kìa. Hai con luôn mọi người, dảnh bắt được đây hai con luôn. Vậy là hôm nay á, Sang với mấy đứa định là đi câu cua đá mà không ngờ ở đây bắt được hai cái con này. Minh cầm đi Minh. Là gì sợ với Minh? Cầm thử đi. Coi chừng nó kẹp á. Coi chừng nó kẹp cho anh ơi. Đây. Ôi xem cái con này to không? Dạ anh cầm đi anh. Cầm phía sau đi anh. Theo như anh nghĩ thì con này chắc kẹp đau lắm á. Cái càng đó nè. Wow. Cái con bông bông nhỏ, cái con nhện nhỏ đó nó có ăn được không? Dạ ăn được. Vậy là cái con này ai chắc là ăn được ha? Dạ. Giờ mấy đứa dám ăn không? Dạ. Dám ăn ha? Dạ. Ăn thử cho biết mọi người. Tại vì đây là lần đầu tiên mà mấy đứa nó phát hiện ra cái con bông bông này. Mấy đứa nó gọi là con nhện mọi người. À, nên có lẽ là Sang với mấy đứa sẽ thử luộc lên ăn xem cái con này có vị như thế nào nha. Nãy giờ câu cua nhiều không? Có cua rồi, có con này nữa, chắc đủ ăn nữa ha. Dạ. Nên thôi giờ mang ra suối thì Sang với mấy đứa sẽ sẽ ăn thử nha. Nó bố à? À, cái con này nó to lắm mọi người. Bắt được một phát là đã luôn, mọi người thấy nó to không? Này, một con nó như thế này nha. Mà cũng công nhận là nhìn nó cũng giống như con nhện đó mọi người, nó không khác tí nào đâu. Thôi, giờ đi ha. Giờ mang hai cái con này ra suối để mà luộc ăn nha người. Cái này người ta làm món gì ăn ta? Con nhỏ nhỏ kia. Gà chiên với là nướng. À nướng với chiên hả? Dạ. Nhưng mà con này to vậy chắc có thịt, anh nghĩ là luộc đi ha. Dạ. Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình câu cua đá ở trong suối. Thì đây là toàn bộ thành quả của mấy anh em Sang câu được mọi người. Mấy đứa đã câu được chắc khoảng hơn 20 con cua đá suối nha mọi người. Với lại là Minh với lại Dảnh có bắt được ở đây hai cái con cua to này mà mấy đứa gọi là con bồng bon á. À, đây đưa cho anh xem. Rồi cuối cùng là mấy đứa có biết cái con này là con gì hay chưa? Dạ chưa. Không phải là con bồng bon như mấy đứa nói nha. Cái con này á thực ra nó tên là con cua dừa nha. Và không phải ở trong rừng mình có nha mấy đứa. Cái con này là Sang anh mua ở ngoài chợ, xong rồi anh mang vô trong rừng, rồi anh với Văn thả vô bụng cây để cho mấy đứa bắt thôi.
Chứ thật ra cái con này ở Việt Nam không có. Nghe nói là nó phải ở tận từ nước ngoài nó gửi về á mọi người. Cái con này con nhỏ này. Con chừng nó kẹp đây. Còn bên đây là con to nè mọi người. Những cái con này thì nó kẹp rất là đau nên cầm cũng phải hết sức cẩn thận nha. Cái con này thì ăn được nha mấy đứa. Dạ. Nên thôi bây giờ nguyên một ngày câu ca cua thì cũng mệt rồi. Nên Sang với mấy đứa ghé ngang con suối vô này nè. Nó có một cái hụt nước to. Sang với mấy đứa sẽ bơi qua bên đó kiếm một ít củi. Rồi mấy anh em Sang sẽ luộc hai con cua này cũng như là một ít cua đá từ sáng giờ mình bắt được. Mình sẽ làm một cái bữa ăn nha. Dạ. Thôi giờ bỏ vô đi. Giờ Sang sẽ bỏ cua vô xô. Rồi bỏ vô trong đây luôn. Đó cái chị cẩn thận nó kẹp. Rồi bơi qua kia đi ha. Giờ Sang với mấy đứa sẽ bơi qua tảng đá bên kia để mình nấu luộc cua ăn bên đó nha. Đi đi đi. Đi mọi người ơi, hôm nay con cua đá cũng mệt rồi. Tới cục đá chưa? Lên cục đá nấu ăn cho nó luôn. Thôi, đem đồ lên đi. Kiếm chỗ nào bằng bằng trên kia ha. Ngay chỗ đó cũng được rồi Dảnh ơi. Để mấy anh em mình bơi ngay chỗ này ha. À, ở đây thì có một cái hụt nước mọi người. Suối đổ từ bên kia xuống. Cái ba lô Sang rồi để bên kia kìa. Giờ mấy đứa kiếm cho anh một ít củi đi nha. Còn anh sẽ đi kiếm một ba cục đá để mình có thể luộc cua. Cái con cua dừa này á, sao không biết là có ngon hay không, nhưng mà cái mùi của nó khi mà mình chưa luộc như thế này á thì nó có một cái mùi hơi hôi hôi á mọi người. Nên Sang bây giờ sẽ cho con này xuống nước để rửa sạch sẽ nó nha. Xong rồi mới cho vô nồi. Rồi dăng cho nó xuống nước trước đây. Coi nó sống được không. Cái con này nghe nói là nó ở trên bờ á mọi người, nó không có xuống dưới nước nha. Đang vừa mới thả con cua dừa xuống nước để cho nó bò mọi người. Cái con này hình như là ở ngoài đó nó vẫn sống nước ngọt hay sao á. Nó vẫn xuống nước ngọt để nó uống á. Nên nó vẫn chạy được. Thôi cho vô son đi. Sạch sẽ rồi. Giờ thì mình sẽ cho vô son. Hai con này thì cũng khá to, không biết là cái son này có đủ hay không. Lấy đen cho đi. Cầm cái càng đàng hoàng đấy. Rồi lấy cái cua đá kia lại được. Hai con này là vừa luôn á. Rồi giăng cho cua đá qua bên đây. Cua đá thì cũng to mọi người. Đó, mấy con cua đá cũng to to không à. Hôm nay là mấy anh em Sang vừa có cua đá để ăn mà vừa có cua dừa ăn cho biết thử xem là ngon hay không. Hai loại này cái nào ngon hơn. Lấy cái nắp lại đây Minh buông đi. Lấy cái nắp lại đây Minh. Đậy lại liền không là nó nhảy ra. Cái nồi nhỏ quá mà luộc hai con cua to cũng khó mọi người. Giờ sẽ phải sắp xếp lại nha. Để không nó lại chạy thoát nữa. Rồi nắp. Mà sợ cái nồi. Cái cục đá nó chịu không nổi đó luôn á. Chưa chắc đâu. Rồi cho cục đá lên nha mọi người, chắc ăn. Không nó đẩy cục đá rớt ra ngoài. Rồi hai cục luôn. Sang phải công nhận là con cua dừa này rất là khỏe luôn. Sang bỏ nó vô nồi á, dằn ở phía trên này hai cục đá này. Nhưng mà nó đẩy nãy giờ mọi người thấy không? Cái nắp nồi nó nhô nhô lên chỗ này luôn mọi người. Cái con này nó khỏe cực kỳ. Nhưng mà bây giờ thì lửa sôi lên rồi bắt đầu là nó hết dãy rồi mọi người. Giờ thì Sang với Văn sẽ ngồi đây để canh luộc cua. Còn mấy đứa thì sẽ cho mấy đứa nó bơi nha. Tại vì ngày hôm nay mình đi vô suối này á, mà không bơi thì cũng hơi tiếc một chút. Thôi Văn xuống bơi đi, anh canh luộc cua cho. Cua này thì luộc cũng nhanh mọi người, không lâu đâu. Luộc khoảng tầm 15 phút là chín á, là sẽ kêu mấy đứa lên ăn thôi. Con cua nãy giờ Sang với mấy đứa luộc rồi mọi người. Thì nó cũng đã chín rồi nha. Đây là con cua dừa khi mình luộc xong rồi. Bóc con ra trước đi, bóc con ra trước đi. Ủa sao con này nó không đỏ ta. Đây bỏ qua đây. Chắc là con này con to nên nó có màu này mọi người. Còn con nhỏ thì nó có. Ô rụng hết chân rồi. Rồi mấy đứa dít mấy con cua đá bỏ qua đây. Đây cua thì nãy giờ Sang với mấy đứa luộc cũng đã chín rồi mọi người. Cái này thì luộc mất khoảng tầm 15 phút thôi. Con cua đá khi mình luộc xong mọi người thì nó sẽ có màu vàng nha. Nhưng mà riêng cái con cua dừa này thì màu đỏ rất là đẹp luôn. Đây mọi người xem cái con cua dừa này. Đỏ hồng luôn nha mọi người. Như đẹp cực kỳ. Nhưng mà khi luộc lên á thì nghe có cái mùi giống như là mùi dừa đúng không? Dạ. Còn khi mà nó chưa luộc á mọi người thì nó sẽ có một cái mùi rất là hôi nha. Nhưng mà luộc lên rồi thì sẽ có cái mùi dừa. Ôi còn phía dưới cái mu nữa. Cái mai đó mọi người. Giống như là cái hình da con rắn vậy đó. Cua thì cũng đã luộc xong rồi nha mấy đứa. Nên bây giờ thôi thì Sang với mấy đứa sẽ ăn. Nhưng mà mình ăn cua đá trước nha mấy đứa. Xong rồi mình sẽ ăn cua dừa sau. Để xem cái vị của con cua đá với con cua dừa thì con nào sẽ ngon hơn. Rồi ăn đi mấy đứa. Ăn thì Sang có chén muối ớt mình. Giờ thì mỗi đứa bóc một con cua đá trước. Đây, ăn con này đi nha. Đây, giờ tách ra này. Cua đá phải tách bỏ hết phần mu phần này kia. Nay mình câu được mấy con cua đá.
Hai ba con hả? Dạ. À, trong nhóm luôn mọi người thì có lẽ ngày hôm nay là mình câu được cua đá giỏi nhất luôn nha. Thôi giờ ăn đi mấy đứa ơi. Đây là một phần thịt cua đá mà Sang với mấy đứa vừa lột ra này. Dừng ngay chỗ cái bờ đá cuội này mấy anh em sang nha. Chỗ này thì nhìn đẹp lắm. Rồi chấm mấy ớt. Ăn đi rồi tới ăn cua dừa. Thôi mời mọi người nha. Cua đá. Lâu rồi không ăn lại cua đá này ngon mọi người. Cái phần thịt nó cực kỳ ngọt. Ngon hơn cả cua biển không? Nhưng mà tiếc một cái là nó ít thịt thôi. Ăn con này là phải nhai luôn cả xương. Không ăn nhai luôn cả bỏ. Như vậy. Nhai luôn, nhai nuốt luôn cả bỏ. Cái này mà luộc với nước dừa hoặc là hấp bia nó là ngon cực kỳ. Cua đá đây mọi người, thịt ăn rất là ngon nhưng mà chỉ tiếc là nó không được to, nó cũng không được nhiều quá nhiều thịt mọi người. Nên bây giờ thì mình ăn tiếp cái con cua dừa nha. Đây là con cua dừa mọi người. Đây nói thật với mọi người, đây là lần đầu tiên Sang thấy cũng như là cầm nó trên tay luôn. Không biết là hương vị cũng như là cái thịt nó sẽ ăn như thế nào. Nên bây giờ thì Sang sẽ thử nha. Thôi, giờ thì mình sẽ tách từng cái chân ra, ăn cái chân trước. Ô, 6 người luôn hả? 6 người đủ 6 cái chân luôn. Tách cái này trước, cái chân nó hơi cứng. Đây, ua nóng. Đây là một cái chân luôn mọi người. Rồi, đây, dẫn nè. Cái chân nào cũng như cái chân nào. Đây, không, không. Sang vừa mới tách hết mấy phần chân của con cua ra nha mọi người. Rồi, chân của mấy đứa đó. Giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình sẽ thưởng thức cái phần thịt con cua dừa này nha. Để xem là cái hương vị nó có ngon hơn là cua đá mình hay không. Rồi ăn đi mấy đứa ơi, ăn thử con bòn bon nha mọi người nha. Sao nó đắng đắng ta? Cái vị của con cua dừa này nó đắng đắng, nó hôi hôi mùi dĩa mọi người. So với cua so với cua đá chắc không ngon bằng luôn á. Sang vừa mới ăn vô, cắn vô một phát thôi, cắn vô một xíu thôi là Sang nghe được cái mùi nó hơi lạ một chút á. Mùi giống như là mùi dầu dừa hay sao á, đúng không? Nó hôi lắm mọi người. Rồi coi ăn tới phần thịt. Nhưng mà được cái là thịt rất nhiều, mọi người thấy là phần thịt không? Phần thịt ngạt cả phía trong luôn. Cái đứa cắn phía dưới coi đỏ hôi không? Wow. Cái vỏ con này nó cứng thật luôn mọi người. Nhưng mà nó giòn nha, nó cứng nhưng mà mình cắn nó sẽ bể. Phần thịt nó phía trong là mọi người thấy này, nguyên cả một cục luôn. Giờ chấm thử miếng ớt coi nó đỏ hôi hơn. Này, chấm với miếng ớt mời mọi người nha. Chấm với miếng ớt cay cay nó đỏ hôi hơn chút. Phần thịt nó thì giòn ngọt mọi người, nhưng mà ngọt ngọt đắng đắng, nhưng mà nó sẽ có mùi hôi hôi nha mọi người. Khi mà mình cắn cua này nó ra cái phần nước đó mọi người, thì giống như là cái phần mỡ vậy, nó dính dính vô tai nha. Đây, anh cũng chấm này mời mọi người. Thịt giòn lắm nhưng mà hơi hôi mùi dừa, không biết phải mùi dừa hay không nhưng nó có mùi hăng hăng. Bây giờ thì Sang sẽ tiếp tục tách tới cái phần dưới nha. Cái con này thì nó nặng nhưng mà cái phần thịt nó không có nhiều. Ui cái này giống như là cái vảy của con gì luôn nè. Giống như là đầu rắn vậy đó. Ôi cái cục phía dưới đây. Cái gì vậy ta? Để anh thử. Cái bụng nó nè. Cứng lắm. Wow. Như gạch đó. Đắng lắm. Cái phần phía trong đây nè mọi người. Nó vừa đắng mà nó giống như dầu dừa vậy. Đây này mọi người thấy không? Cái nước nó chảy xuống là cái nước dầu mọi người, như dầu dừa luôn. Thử không? Ăn thử không? Cắn thử coi. Bỏ cái ruột ra. Nè cái ruột đó nè. Ù cái ruột đó. Cắn thử cái. Đắng lắm đúng không? Nó đắng mà nó hôi mùi dầu lắm mọi người. Rồi mấy đứa ăn thử cái đi. Đó ăn cái này thì chỉ cần bóp cái tay nè mọi người thì nước nó sẽ chảy ra đây mọi người thấy không? Thằng sao Minh? Vị nó là sao á? Hôi mùi dừa hả? Hôi mùi dừa mà ngon hả? Bây giờ thì sẽ cắt ra để nghiên cứu phía trong nó có gì. Ủa có thịt mà. Ngon. Ủa gạch nè. Ăn đi mấy đứa ơi. Cứ như vậy thì ăn thôi nè. Bẻ luôn. Rồi.
Đây là phần gạch phía trong của cái bụng con cua dừa nè mọi người. Giờ mời mọi người nha, cắn thử một cái. Mời mình. À. Nó béo cực kỳ luôn mọi người. Thì tiếp theo là ăn cái càng đó nha. Đây là cái càng đó nè, để xem cái càng nó có ngon hơn hay không. Đây sẽ tách ra được hai cái càng. Mấy đứa tách thử cái này coi có cái gì trong đây không? Còn Sang sẽ gõ cái càng nha mọi người. Cái càng con này thì theo như Sang nghĩ là nó cứng như đá luôn á. Nè, mọi người nghe nè nha. Cứng cực kỳ luôn nha. Nên bây giờ Sang sẽ dùng cục đá để cái phần càng này lên phía phía trên cục đá này nè. Mình sẽ gõ nha. Ô, nó cứng nhưng mà nó giòn. Hay gõ gõ cái nó bể luôn nè. Đây, đây là cái phần cục thịt đó mọi người. Cái cục thịt nó thì cũng to to nha, chứ không phải là nhỏ đâu. Đây này, nhìn u nơ, u na, u nần luôn. Một cục. Mọi người thấy nó rung rinh không? Rồi, mình cầm cầm này cho anh. Từ từ hay ăn nha. Để em gõ hết rồi. À, cái con cua dừa này mọi người, hình như nó ăn á, là nó dồn hết thịt vào phần càng nha. Nên mọi người thấy là cái cục thịt của cái càng đó này, nhìn rất là nhiều luôn, giống như là cái phần cơm dừa ha. Nó cứ trắng trắng à. À thôi giờ thì Sang với mấy đứa sẽ ăn nha. Rồi mấy đứa chấm ăn thử đi. Mình với Tứng chấm ăn chung nha. Đó, cái này thì không được nhiều nên Sang với mấy đứa sẽ cắn chung. Tại vì cái càng nó có nhiều đó thịt thôi. Rồi. Sao? À, ngon hơn không? Ngon hơn cái chân đúng không? Sang sang thử cái này. Đây, mời mọi người cho. Cái phần càng này hình như là nó giòn thịt hơn mọi người. Nó giòn thịt nhưng mà nó vẫn hôi như thường à. Sang có lẽ là Sang không chịu được cái mùi dầu dừa nên nên nghe mùi dầu dừa này nó thấy nó khó ăn một chút nha. Ra. Nè, như mấy đứa cũng đang xong nha mọi người. Mấy anh em Sang chủ yếu là ăn cái phần càng và thịt thôi. Còn cái phần gạch ở đây còn rất là nhiều nè. Mà mấy anh em Sang cũng không có ăn do là nó béo quá mọi người, ăn một chút xíu để cảm nhận được hương vị nữa thôi nha. Nếu mà ai ăn hết được cái phần gạch trong bụng của nó thì sẽ rất rất là ngán luôn á. Cái vị con cua dừa này mấy đứa thấy làm sao? Cũng tạm được anh Sang. Cũng tạm được đúng không? Dạ. Nhưng mà so với cái giá thành của con cua dừa này ở đây người ta bán ra thì theo như Sang nghĩ, Sang nếu mà Sang chấm điểm á, thì nó rất là tệ mọi người. Nó không bằng con cua biển của mình ăn luôn, không bằng con cua Cà Mau luôn. Thịt nó có mùi dừa rất là hôi. Có lẽ là Sang với mấy đứa ở miền núi á, nên không có nghe quen cái mùi dầu dừa này. Nhưng mà nếu mà ai ăn quen dầu dừa thì có lẽ người ta sẽ cảm giác là sẽ ngon hơn. Còn Sang với mấy đứa thì cảm thấy là nó không ngon nha. Thậm chí là không ngon, không ngọt bằng con cua đá luôn. Nếu như mà mọi người muốn thử một lần cho biết thì mọi người có thể mua để mà thử nha. Còn nếu như mà muốn ngon á, thì theo như Sang nghĩ là mua cua Cà Mau ăn ngon hơn. Còn cái clip của Sang ngày hôm nay á, thì để cho mấy đứa biết cái vị cua dừa thì cũng đã biết rồi phải không mấy đứa? Nên hôm nay thì clip cũng khá dài rồi nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mà người yêu quý Sang cũng như mấy đứa hãy cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em Sang. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.